Xin chào toàn thể các bác đam mê BCB trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay tôi lên giới thiệu cho các bác về 4 cái mẫu bơm máy nhé. Đây đều là những cái mẫu bơm hiện tại thì đang làm mưa làm gió trên thị trường các bạn đấy. Vì sao? Giá thì bây giờ cũng rẻ rồi, mà dùng tinh những con bơm này đều là hàng tuyển, hàng chất lượng các bác đấy. Bên em chỉ bán tinh những cái dòng bơm thứ nhất là bền bỉ theo thời gian, không bán những hàng trôi nổi trên thị trường các bác nhé. Đấy, các bác nào đã mua hàng của em rồi các bác biết khẳng định được chất lượng đúng không? Đấy. Thì ở đây nhiều bác đang xem video, có nhiều bác đã mua rồi và nhiều bác chưa mua. Bác nào chưa mua thì các bác cố gắng xem chi tiết từng mẫu cho em nhé, em sẽ báo giá công khai cho các bác đấy. Kia, hai đầu số điện thoại của shop kia, bác nào muốn mua hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số trên nhé. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho bác từ A đến Z để giao dịch thành công nhé. Đấy. Đối với cái dòng bơm này thì trước đây những bác nào mà dùng những bơm tay rồi thì bây giờ bác nào muốn nâng cấp lên đời nhé, thì các bác theo dõi những cái mẫu bơm điện cho em. Bơm điện thì nó có 5-7 loại, thì nó có 5-7 giá. Đây, đầu tiên em sẽ giới thiệu cho bác về con bơm. Bơm này là con bơm dùng điện 12V, bơm mini các bác. Đấy, các bác nhìn nhỏ gọn nhé. Con này nặng đâu đấy khoảng độ tầm 5 cân các bác, 5 cân. Con này thì trang bị rất chia xịn sò, mẫu này là mới nhất 2023 các bác nhé. Đấy. Hiện tại con này thì đang được bên em chào bán với giá công khai là 3.400.000 nhé. Còn bác nào muốn mua được mức giá tốt hơn thì gọi điện đến hai đầu số trên của shop để ép giá đấy. 3.400.000 có những cái gì đây, nó sẽ có những cái này các bác nhé. Quan sát nhé. Một bơm, một bộ dây câu điện từ bình ra cũng đây là một bộ đổ nguồn. Khi các bác nào mà bơm điện 12V thì các bác đấu cái này vào bình ắc quy. Còn các bác dùng điện 220V thì các bác đấu cái này vào đây để điện 220V đổi về 12V các bác nhé. Đấy. Con này thì bao cho anh em bơm 400 cân thoải mái nhé. Nhưng với điều kiện ví dụ các bác bơm trong thời tiết nó mát mẻ thì các bác chỉ cần một phát là lên đến 400 cân. Nhưng các bác nào trời nóng thì các bác phải bơm 2 phát cho em nhé. Vì sao? Vì cái đồng hồ báo nhiệt này. Các bác bơm đến 50 độ C là các bác dừng lại nhé. Đấy. 50 độ C dừng lại, còn quá 50 độ C trở lên thì bơm. Ít thì không sao, bơm nhiều lâu ngày nhiều lần lặp đi làm lại như thế nó sẽ không bền. Đấy. Thì các bác cứ nhìn thấy 50 độ C các bác tắt máy đi để cho quạt gió này nó thổi mát máy một lát rồi các bác lại bật tiếp đấy. Mình là người có thời gian mà đúng không các bác, nên các bác đừng quá ép nó quá đấy. Còn nếu mà điều kiện các bác làm mát tốt thì các bác bơm một lần đến 3-400 cân rồi, thế thì các bác phải để con bơm này ở trong phòng điều hòa nhé, nó sẽ làm mát tốt cho các bác đấy. Con này thì đây nó làm mát bằng quạt gió này, hiệu suất cao, khi các bác bật lên nó sẽ réo tiếp tai như động cơ phản lực máy bay luôn các bác nhé. Đấy. Mẫu này bảo hành cho em 12 tháng nhé, đến nơi kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Ok chưa? Bây giờ thì nên cho bác con bơm cao cấp nhất, hàng này là hàng xịn sò các bác nhé. Đấy. Em đang đây, con này thì lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam nhé. Con này bơm máy thế hệ mới có chế độ automatic các bác nhé. Automatic thì em sẽ giải thích cho bác một năm nữa giải thích cho bác nhé. Con này thì các bác nhìn này, đầu lớn này, bít tông lớn, bơm cực khỏe nhé. Đấy. Hiện tại mẫu bơm này thì đang đứng top 1 các bác nhé. Đấy. Chưa có mẫu nào qua mà được con này. Vì sao? Bơm cực khỏe, cực nhanh, siêu bền các bác nhé. Đấy. Mẫu này thì báo giá công khai cho các bác và anh em là 4.500.000, đã có cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Đây, bơm máy vít này có chế độ tự động ngắt automatic thế hệ mới nhất 2023. Đây, con này các bác chế độ tự ngắt các bác chỉ cần cài ở đồng hồ thôi. Các bác quay ví dụ đến 100 cân, 200 cân hoặc 150, 50, 300 cân. Các bác cài bao nhiêu thì khi mức áp nó đẩy kim đến đây nó sẽ tự động dừng lại. Đó đấy, hay không? Quá hay đúng không? Hiện tại con này thì em 4 triệu thì đã chọn gói 4.500.000 chọn gói đến tận nhà cho các bác nhé. Đây, bơm con này rất là xịn sò, bảo hành cho các bác 12 tháng luôn, thời gian bảo hành cực kỳ là dài nên các bác cứ yên tâm khi sử dụng con này. Con này thì nó mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam, còn thị trường nước ngoài nó xuất hiện khoảng chục năm nay rồi các bạn đấy. Nhưng mà trước đây các bác chơi thì bơm nó đắt, các bác mua củi nó tốn. Những con này trước đây các bác mua phải bỏ ra khoảng tầm 8-10 triệu đấy. Bây giờ em thấy giá cả nó hợp lý thì em lấy về bán cho các bác đấy. Còn nước ngoài người ta dùng từ lâu rồi, bây giờ mình mới nhập về bán thì mình lúc nào cũng đi sau người ta. Thứ nhất là về kinh tế túi tiền Còn đồ xịn thì ai cũng muốn dùng thật đấy, nhưng mà tiền lúc đấy mình còn chưa có đấy. Bây giờ giá cả nó hợp lý thì em lấy về bán cho các bác thì thôi mình dùng xong được, không vấn đề gì. Nhưng này được giá rẻ đúng không? Đây, con này thì cũng giống như thế nhé, nhưng mà không có chế độ tự động ngắt các bác nhé. Đấy à, con này với con này thì giống nhau như hai dòng nước. Con này có chế độ tự động ngắt, con này không có. 4.200.000 các bác nhé. Đấy, còn bác nào đây đều là những cái mẫu bơm máy cực kỳ là xịn sò các bác nhé, lại sang chảnh. Khi các bác dùng những cái mẫu bơm này các bác sẽ thấy nó rất chi là nhẹ. Các bác chỉ cần cắm máy ra, bắn điếu thuốc vào hoặc làm ấm nước chè xong các bác quay lại, các bác đi chơi, các thấy cuộc đời rất đẹp sao các bác nhé. Đấy, không như những cái mẫu bơm cũ. Mẫu bơm cũ là các bác cứ phải ngồi đấy cách từng giây từng phút, từng ly từng tí một đúng không? Đây, còn con này thì các bác cũng dùng khá là nhiều rồi. Con này rượu cũ đây các bác, bình mới nhé. Rượu cũ bình mới, vì sao mà thế? Vì cái bơm này thì các bác chắc cũng không lạ lẫm gì ở cái mẫu xăng xi này rồi đúng không? Đấy, thì hôm nay lại mang giới thiệu qua để các bác nào mà chưa dùng các bác nắm được thông số của con này. Con này thì đã được thời gian chứng minh, các bác ở Việt Nam dùng rất chi là nhiều. Những cái mẫu bơm kia chỉ nước ngoài các bác mới có tiền để dùng thôi. Việt Nam mình thì bây giờ em mới mang về bán thì cũng có một số bác cũng đã được dùng rồi. Các bác bảo sướng, phê, thích các bác. Đấy, đúng là tiền nào của đấy. Con này thì giá rẻ hơn một chút thôi nhé. Đấy, con này bơm xi John Xi, giá công khai 4.200.000 các bác nhé. Đấy, đấy thì các bác đang xem 4 cái mẫu bơm máy này, các bác bổ kết con nào thì các bác gọi điện đến hai đầu số để làm việc các bác nhé. Đấy, bơm này 3.400.000, combo đầy đủ, các bác không lấy bộ đồ ngoài 3.200.000, siêu xin 4 triệu. Con này đầu bò lớn không tự ngắt thì là 1.200.000, còn tự động ngắt automatic thì là 4.500.000 các bác nhé. Đấy, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi nhận, bên em sẽ bảo hành cho các bác trong vòng 12 tháng nên các bác cứ yên tâm khi sử dụng những cái sản phẩm bên em nhé. Đấy, thì một số bác đang theo dõi video thì có người mua rồi, có người chưa mua. Đấy, các bác nào dùng mua của em rồi các bác biết hàng chất lượng không phải bàn cãi, thì bên em bán hàng cực kỳ là uy tín các bác. Bán cho các bác lần này lần sau người này giới thiệu người khác, chứ không phải bán cho các bác một lần mà thôi đâu đúng không các bác? Đấy. Thôi cái video này thì em giới thiệu qua thì 4 cái mẫu bơm này đến đây nhé. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.